Để giờ gặp gặp bé hỏi đi chứ chị không có nói được. Tại vì cái đó là em nói là bé có nghe không thì để bé đáp lời lại với em. Dạ. Đó, nói vậy đi nó dễ hơn. Nhưng mà cũng cảm ơn em có cái lời nói ngàn vàng để nhớ tới mẹ Quan Âm Bồ Tát, nhớ tới mọi người, nhớ tất cả hết. Thôi chị cũng thay mặt thôi, chị cũng cảm ơn cái công đức của em và cái tâm của em. Không, chị đừng cảm ơn em. Bữa nay em gặp được chị em mừng lắm. Tại em thấy lên mạng nghĩ là chắc không bao giờ gặp được. Nhưng mà ai cũng nhờ cái duyên của anh YouTuber mà em gặp được chị. Em thấy nói chung là tự nhiên thấy nó cảm động vô cùng luôn. Em nghĩ là chắc không bao giờ em gặp được. Mấy lần em lên mạng vô mấy cái YouTuber kia thì em tìm số điện thoại, cũng hỏi mấy người nhưng mà nói là chị không có cho số. Thì em nghĩ chắc không bao giờ gặp được. Đúng rồi. Dạ. Số của chị là 5 năm, 1 năm 2-3 đứa luôn á, nên năm đi làm mấy chục lần vậy đó. Là giờ chị đang ở trên núi hả chị? Đang ngồi ở hồ Mây nè, hồ đây có nước đó nè, cạn rồi mà cá đây nó lội đó, nó tìm mồi nó ăn mà chưa có mua mồi nó ăn. Dạ. Vậy đi. Dạ. Thì để chị nói với tròn cho em cái số để em kết nối Zalo đi, rồi có khi nào có cái chuyện gì thì em cứ điện rồi chị sẽ giúp cho những lúc em cần thiết. Dạ, dạ, tại vì là em cũng coi trên mạng đó cũng nhiều người nhưng mà tại vì cũng chưa, nói chung là em cũng chưa có cái đủ duyên, cũng xin giấy mẹ hoài à, là muốn gặp một cái người nào đó để cho mình tin tưởng, để thứ nhất là chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hướng đó, chứ lại là làm sao giúp giúp cho em để mà cái con đường mình đi cho nó được tiến lên, nhưng mà em chưa có đủ duyên để mà gặp được. Cũng qua mạng, cũng giao du, cũng gặp, nhưng mà nói chung là em thấy nói chung là nó cũng không có đem lại một cái kết quả như em mong muốn. Dạ. Thì, vậy là cứ đi đụng cột đèn rồi đúng không? Đụng cột đèn chi đèn tắt hết trơn, không có thấy cái đèn nào có đèn anh. Giờ đi đụng cái hồ nước Cam Lồ này nên bây giờ nhận được, vậy là mừng đi. Thấy không? Tại vì là thì em thấy nhiều người chỉ lên mạng cũng hay lắm, nhưng mà em nghĩ là không biết bà Nho Mẹ Phật Thách hay như thế nào thì em không biết. Mà nói chung là đi nếu mà để đi tới nơi á thì em cũng chưa có đủ duyên để mà đi tận nơi để gặp được những trang bị trong nhân đó. Mà qua điện thoại thì nói chung thì nói chung là không phải là người ta xấu xa gì, nhưng mà nó không có đúng cho cái ý của mình, nó không có đúng cho cái tâm của mình. Dạ đúng rồi em, nói chung là không có đúng cho cái ý nguyện của em. Dạ. Mượn nó bốn cái ly nhỏ đây con, mượn bốn cái ly nhỏ gói nước trà mà mấy sư uống. Nhưng mà em thắp nhang thì em cũng hay giái biết dịp dịp lắm, biết dịp dịp, nhưng mà em không biết mà là biết có nghe hay không. Mà em nghĩ tại vì biết đó là biết đi làm nhiệm vụ, biết không có ở làm việc quan tâm thì em nghĩ chắc không nghe quá. Đi làm tối ngày đi ăn trộm quýnh lộn là giỏi thôi, chứ ngoài ra không biết gì hết, xấu hổ với mắc cỡ à. Thường có nhiêu đó làm hoài, hai món ra làm tới hoài vậy đó. Dạ. Nay gặp được mừng quá. Mừng quá. Rồi, chị cũng cảm ơn cái tình thương của em đem đến cho chị và đến với bé Chầm Nhẹp giờ đem đến cho mọi người hết. Thì chị cũng thay mặt em, chị cũng cảm ơn cái lời nói của em và cái tâm của em. Như vậy nó quý lắm, lời ngàn vàng mà đâu ai kiếm được. Giàu tiền em như núi em cũng không mua được cái tiếng nói của cái lời nói hay đẹp này. Vậy thôi giờ chị cũng cảm ơn cái nhận cái lời nói của em để chị cất, để về khi nào buồn đem ra đặng cười vui, để cho em vui theo, em mừng theo và được cái công việc như thế này. Vậy đó. Em thô lỗ lắm, em không có ăn nói mà được mà văn hoa như người ta. Mà nói chung mà em nghĩ sao mà em nói vậy rồi thì chị? Mình người thật thì mình nói ít lời nó hay hơn, mà nó lời nói mình nó dính, còn nói quá nói cái gió nó thổi mất tiêu, không dính câu nào nên hỏi là không nhớ gì hết trơn là như vậy. Nên chị cứ sống hơi hút vậy đó, sống hẩm hiu vậy đó, cứ rủ thủi rồi đi làm vậy đó, rồi xong rồi đi về rủ thủi về vậy đó, cứ đi rồi về đi về. Chị không có đi với ai mà cũng không ai đi với chị, vì cái công việc của mình nó không có đó là mọi người để tiếp mình được, nên chị phải làm một mình đi, mình lũ thủ đi vậy đó, xong về vậy xong. Có mẹ cũng có
giống như có cái điểm nào chị cũng nói vậy. Đúng mà rồi. Mà em thấy em cũng giống vậy chị ơi. Nói chung ngoài đời, kể cả ngoài đời thì bạn bè em cũng chẳng có thân thiết với ai hết á. Mà em thấy toàn là em thấy là nếu mà nói người ta giúp cho em á thì em chưa có gặp được cái người mà thật sự tốt để mà giúp đỡ cho em. Mà em thấy toàn là em cứ giúp cho người ta rồi người ta đá em chồng chưa không. Trời ơi, họ đá như vậy họ mới văng bánh kẹo ra mình ăn. Chứ không đá rồi hỏi giống như người ta nói làm ơn mất quán. Nếu mà không có mấy cái quán đó thì là bột ngọt, đường, sữa rồi nước mắm, nước dầu đôi mà ăn. Em phải cảm ơn cái lời nói người ta, mà cảm ơn cái công việc người ta đến với mình, người ta đưa cho mình ăn, mình cảm ơn đi. Đúng không? Nhiều nước mắt chảy xuống mà. Nhưng mà nói chung là em thấy là cái lúc mà em thấy toàn là mình bị toàn là cứ lợi dụng, kể cả mà gặp cả mà những người mà huynh đệ của mình cũng vậy đó. Cái lúc mà cần mình đó thì gọi điện, còn cái lúc mà bình thường không mày thôi không chờ đỡ vậy. Nói chung là cũng chẳng biết tới em cũng phải chịu thiệt. Thôi không biết được, cái lũ tai mình nó được cái trí nhớ nó lâu dài. Còn nó nói riết như lũ tai chị nè, chị để cho hai cái thằng này nó nghe giùm, nó thành ra giờ lũ tai nó lũ tai mới không à. Lũ tai cũ mất tiêu rồi. Nên chị bán cái qua hết cho mấy này nó tự giải quyết. Chứ bây giờ chị nghe riết rồi chị cầm điện thoại ngủ rồi chị cũng ngủ luôn rồi. Mạnh bà nói đã bà không nói, không ai nghe cái bà tự bà đặt nói vậy đó. Chứ hỏi chứ cầm nghe hoài sao chị nổi. Cái này em nói thật lòng chứ không phải là em định chị nha. Không phải chị nói cho mấy cái lướt đầu em coi á thì em thấy chị không có được tiền như mấy cái lướt sau rồi đâu. Trời ơi đúng không? Trời ơi, cái lúc đó là cái lúc em biết không, đi chiến trường. Cái lúc đó là chiến trường liên tục ngày đêm mà chị có mặt trên này. Em biết mấy tháng trời hỏi làm sao mà cây nó không có nước, làm sao mà nó tươi. Nhờ con vịt này nó nhốt tao ở nhà mấy tháng trời, tao tưới nước, tao chăm thân nó mới tươi, nó mới đẹp vậy nè. Em thật sự với chị, con người của em nó thô lỗ, ít khi nào em khen ai lắm. Nhưng mà em thấy mấy cái lít đầu là chị nhìn nó già mà nó điên lắm. Nhưng mà tự nhiên xong rồi sao mày thấy cái mặt này trẻ sao mà mấy cái đẹp hơn cái lúc mấy cái lít đầu quá. Hỏi em chứ thức sáng đêm mày nhịn đói, nó hỏi mày đẹp chỗ nào. Cây không có nước sao cây nở bông, rồi cây không có nước sao cây mà chăm chồi nở lọc, cây tơ lá tươi. Bây giờ tươi được mừng đi. Mừng đi. Nhờ con vịt nó nhốt á mới đẹp được vậy nè. Ăn rau đồ vô, ăn uống tự tẩm bổ vô, cây đồ vô phân đồ vô nó mới tươi vậy nè. Không thôi mụ nội cũng chết rồi. Cái lúc đó là lúc chinh chiến mà, sống chết mà. Nhờ vậy mà mình mới còn được, chứ không thôi là tiêu rồi, tiêu tàn xương mạng rồi. Nghe chị nói chuyện mà tự nhiên thấy em phấn khởi hẳn ra luôn, thấy trong lòng nó vui đó. Mừng quá, thấy em mừng quá, em mừng người hơn mà ai cho tiền em, tự nhiên không. Mà bữa nay thật sự mày thấy tao đẹp sao? Dạ. Bữa nay mày thật sự rồi mày thấy tao đẹp sao? Đẹp hơn mấy cái clip đầu á. Mấy cái clip đầu mà chị mới ra. Nó già mà nó đen luôn bây giờ. Mà bây giờ em thấy càng ngày càng đẹp. Mày giờ mày lời thật mất lòng. Nó đẹp hơn hồi đó nhiều, so ra mà đẹp đó nhiều. Rồi bà nói, bà thấy nói tao nói hay không Thảo? Tao nói bận mấy bộ đồ này trước sau gì cũng có một câu nói để khen mình. Trời ơi bà bé mượn sáng mặt đó bà ơi, chứ ai mà già mặt cái này mày. Ủa mà bà nó trội đá xanh chứ dép đào nó băng mang về cái bao á. Nhìn cái khuôn mặt nó trẻ hơn là mấy cái clip đầu. Chỉ cái mặt đồ đằng nhưng mà cái khuôn mặt á, cái khuôn mặt nó trẻ hơn mấy cái clip đầu. Em coi là mấy cái clip đầu thấy nó già lắm. Trời nhưng mà bây giờ mà thấy nó trẻ hơn nè. Tao nhờ mấy thằng tapper nó thay nhớt thay dầu mày ơi. Nên nó mới đẹp mày. Thấy vui quá, đây gặp được chị thấy vui quá em. Cảm ơn chị nhiều, chị đã chịu gọi điện cho em. Cảm ơn chị lắm. Chị gặp em chị cũng vui. Trẻ được thêm tuổi nha, cảm ơn nha. Trời ơi làm mắc cỡ không chết luôn à. Ít có bạn bè lắm, em cũng cứ đi làm, thổi về học nọ rồi ngủ rồi cái cứ đi làm vậy thôi. Chứ còn nói chung là làm những cái tuổi này nó cũng không có thân thiết, mà có thân thiết chăng nữa là người ta chờ đỡ mình thời gian gì đó xong rồi người ta đá mình giao lại chồng ít lên. Rồi vậy đi ha, rồi chị chào em ha, này chị uống nước để nước tan hết lát mà trả tiền. Cho em gửi lời cảm ơn tới mấy anh YouTuber đã cho em gặp
Đây anh này đẹp trai nhất xuôi nhất nước núi nè. Trai núi. Trai núi. Rồi mời taxi với các chị của huyện nhiều.